thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 tại di tích quốc gia đặc biệt Đền Hùng Phú Thọ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức liên quan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. Có 15 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh vào các danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Giới thiệu tại liên quan đó là nghệ thuật bài chòi Trung Bộ, nhã nhạc cung đình Quế, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù, hội gióng ở đền Sóc và đền Phù Đổng, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ, hát ví dặm nghệ tỉnh, nghi lễ và trò chơi kéo co, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, hát xoan ở Phú Thọ, thực hành then, tày, nùng Thái, nghệ thuật xòe Thái, nghề làm gốm của người Chăm.